Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô và các bạn chúng ta cái cách chúng ta chèn video từ YouTube vào trang PowerPoint của chúng ta. Thì về việc chèn video hình ảnh thì hôm nay chúng ta cũng thực hiện rồi. Tuy nhiên để chèn được một video trên YouTube thì chúng ta có một thao tác nhỏ. Ví dụ hôm nay thì chúng ta đã chèn cái video bằng cách là chúng ta click vào biểu tượng vào insert nè, rồi chúng ta vào ổ đĩa, chúng ta tìm đến cái video chúng ta chèn vào cái trang của mình và sau đó là điều chỉnh. Đây, ví dụ đây là một cái video này, chúng ta chèn vào. Thưa quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo, ví dụ đây là một video giới thiệu về trường. Trường tiểu học Hòa Mỹ Tây được thành lập theo quyết định 3061 trên quy đề UVND ngày 8 tháng 8. Kính thưa quý bậc phụ huynh, quý thầy cô giáo và các em học sinh thân mến. Đó, bây giờ là chúng ta chèn, đây là một video có sẵn trong ổ đĩa chúng ta làm và lưu. Bây giờ chúng ta chèn một cái video trực tuyến từ YouTube luôn. Bằng cách là chúng ta cũng vào insert nè, rồi chúng ta vào video đây, rồi chúng ta click xuống cái hàng dưới là outline video. Đó, chúng ta click vào này, rồi sau đó là chúng ta qua cái trang giao diện Google, chúng ta vào YouTube để mà chọn cái video của chúng ta là cần chèn vào. Ví dụ ở đây là chúng ta muốn dạy cái bài hát nhạc lớp 2, sách canh diều, em thương thầy mến cô, thì mình muốn chèn vào một cái bài karaoke để các em tập hát, thì chúng ta có thể đánh tìm cái bài này ở trên YouTube. Rồi sau đó chúng ta sao chép đường dẫn. Có hai cách sao chép đường dẫn. Thứ nhất là chúng ta bôi đen ở trên nè, click ở trên nè, chọn sao chép. Đó. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sao chép ở dưới bằng cách là click vào chữ chia sẻ nè, click vào chia sẻ nè. Nó sẽ hiện cái đường link lên và chúng ta click vào sao chép. Rồi, sau đó chúng ta dán vào cái đường, cái chỗ mà hồi nãy chúng ta vừa mở lên nè. Cái chỗ này là mở lại để cho các thầy cô quan sát. Vào insert, vào video, sau đó vào là outline video. Rồi, chúng ta dán vào cái chỗ khung hình chữ nhật ngang này, bắt vào. Sau đó là chờ nó sẽ tải xuống vào cái giao diện của trang PowerPoint của chúng ta. Phần này thì tùy vào video dài hay ngắn, cũng như là cái mạng internet mạnh hay yếu và cấu hình máy của chúng ta, để có thể nó lắp nhanh hay chậm. Đó, như vậy thì chúng ta tiếp đến là chúng ta bấm insert và chèn vào. Rồi chúng ta đợi vài giây. Đấy, như vậy là nó đã chèn xong cho chúng ta. Chúng ta có thể điều chỉnh cái kích thước cho nó phù hợp. Ví dụ như bên đây trình bày cái nội dung của video, thì chúng ta đánh cái chữ vào đây. Bên đây là video. Và khi trình chiếu thì nó sẽ... Đây, ví dụ chúng ta mở thử nè. Đây, chúng ta có thể chỉnh cho nó đẹp bằng cách kéo điều chỉnh cái khung nhỏ, hoặc là muốn lớn lên để cho học sinh quan sát cho dễ. Bây giờ chúng ta trình chiếu thử nè. Đây, nội dung video ví dụ như là bài hát gì đó, chúng ta ghi bên đây. Rồi chúng ta click vào. Theo ví dụ như vậy. Chúc các thầy cô chúng ta thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các thầy cô trong các video sau.